Đây, hôm nay em quay cho các bác xem, em giới thiệu cho các bác xem. Đây là một con máy lòng lớn. Con này lòng của nó, bít tông của nó ở lên trên tới 30, hơn 36 ly. Cái điều đặc biệt của con này nó xuất xứ Thái Lan các bác nhá. Máy của Thái Lan. Đấy, đây là hình thức của máy này. Đây, các bác nhìn thấy chữ Thái Lan đỏ, chữ Thái Lan đó. Đấy. Cái điều đặc biệt của con này là em đã thay cho nó một cái chế, đó là chế Honda GX35. Các bạn có nhìn thấy chữ Honda rồi à, Honda GX35 rồi. Để sau đây thì em sẽ hướng dẫn cho các bác cách mà khắc phục lỗi máy mà nó bị sụp xăng khó lổ. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ cái cách hướng dẫn cho các bác. Nhất là máy bị sụp xăng, các bác mở buji ra này. Mở buji ra các bác xem trong buji nó có bị ướt hay không. Ướt thì các bác lấy cái máy xịt, các bác xịt sạch cho khô đi, hay là các bác lấy rửa khô các bác lau. Và tiếp theo là các bác phải làm sao ghép cho máy nó lổ, và cách ghép cho máy nó lổ sau này. Các bác tháo cái bộ chế này ra nhá. Đấy. Thao tác các bác đóng gió nhá, sau đó các bác ra dùng tay ga hết cỡ cho lên hết cỡ luôn, và các bác giật giật nhá. Đấy, nó sẽ nổ luôn. Tăng ga lên tí nha. Cảm ơn các bạn.